Xin chào mọi người. Hôm trước thì mình có quay vợ chồng 90 tuổi lượm ve chai để kiếm sống ở dưới quận Thủ Đức các bạn. Thì sau khi đăng lên thì có một cô ở Mỹ, cô gửi tiền về tặng cho ông bà. Thì hôm nay mình quay xuống lại để trao cái số tiền đó cho ông bà. Không biết buổi trưa ông bà có ở nhà không hay là đi lượm ve chai chưa về nữa. Nhà ông bà thì ở đường Kha Bằng Cân, quận Thủ Đức các bạn. Đây là con đường dẫn vào đây. Ôi, chào bà. Chào bà đang bắt chào. Bà đang làm gì, bà nhớ con không? Bà đang làm gì đó, bà nhớ con không? Nhiều quá, quên. Bữa trước con xuống với một anh khác đó. Quên. Bà đi vô nhà ngồi đi. Bà đi vô nhà ngồi, con gửi bà ít quà. Con xuống gửi bà ít quà. Bà đi vô nhà ngồi cho mát. Em. Bà đi vô nhà ngồi cho mát. Ngồi mát vô. Dạ. Ngồi ngoài cho mát hả? Dạ, ngồi đây cũng được. Ông có trong nhà không bà? Ông đi làm. Đi làm. Dạ, đi lượm ve chai chưa về? Quét lá. À, đi quét lá. Chút xong rồi. Dạ. Bà ăn trưa chưa? Ngồi nhà, có trong nhà. À, câu nhà. Bà ngồi trước cổng câu nhà đây các bạn. Ngồi bên kia là nó mát hơn. Bà ngồi đằng trước nhà nó mát hơn. Có cây xanh rồi nó mát, ngồi ở đây nó hanh nắng. Cây có gió quá. Gió nóng quá. Hôm trước con quay clip về bà. Có người bên Mỹ gửi cho bà chút quà. Đây bà ngồi trước cái lối vào bên sau là nhà. Chó. Dạ. Chó nhà. Dạ, chó nhà. Nhà bà nuôi chó cũng khá là nhiều. Hôm trước con quay bà có cô ở Mỹ gửi cho bà 50 đô. 50 đô là bằng 1.150.000. Hôm nay con lên bà, con trao cho bà. Hôm trước quay bà thì có cô Hậu ở bên Mỹ các bạn. Cô gửi cho bà với ông 50 đô. Thì mình đổi được 1.150.000. Hôm nay thì mình chạy xuống mình trao cho bà. Ông thì đi quét lá chưa có về. Bà, con gửi cho bà. Đây là 1.150.000. Đó. Bà giữ cẩn thận nha. Dạ. Triệu mốt 50. Dạ, triệu mốt 50, đúng rồi. Bà giữ cẩn thận để dành ăn trầu. Bà có cảm ơn cô Hậu bên Mỹ không? Cái gì? Bà có cảm ơn cô Hậu bên Mỹ không? Dạ. Bà cắt tiền đi. Bà cắt đi. Bà thật dễ thương. Dạ. Nhà tốt có trong. Dạ, con vô một lần rồi. Một giấy này cô em cô xí ông cụ bà cụ cách ở chết cái này để lại. Dạ. Năm căn còn để lại từ cái bếp. Dạ, thôi bà nghỉ ngơi đi nha. Bà ngồi chơi cho mát đi, con đi giờ chạy đi làm tiếp. Chào bà nha.
Ba giữ tiền cẩn thận. Còn thua xạo. Dạ. Ăn hết. Rồi con đi về nha. Dạ chào bà. À, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình quay trở lại chị Thuận để thăm chị Thuận cũng như là gửi cho chị Thuận một ít quà. À, tuy nhiên clip của chị Thuận thì mình đăng cũng được 3-4 lần rồi, nhưng mà nhiều anh chị vẫn hỏi địa chỉ chỗ bán của chị Thuận á, nên mình quay trở lại và đọc địa chỉ lại cho mọi người. Là chị Thuận ngồi dưới ngã tư Phan Trung với lại Phạm Văn Thuận, dưới góc tay trái của Vincom Plaza Biên Hòa đó các bạn. Cái này bây giờ mình chạy lại chỗ chị Thuận bán nè. À, chị Thuận ngồi chỗ đằng xanh đằng đỏ đây. Đó chỗ này là của chị Thuận nè các bạn. Ơ chào chị Thuận. Chào em, đi một mình. Đi một đó. Dạ. Okay, dạ được rồi chú ngồi đi. Uống nước mà. Dạ. Uống nước mà. Hả, em mới uống đây. Em ủa đi lên góc mình hả? Em đi một mình. À, sáng giờ bán được không chị? Sáng giờ được có 13 tờ. Sáng giờ bán được 13 tờ thôi. À, em sáng chưa? Em ăn rồi. Ờ, chưa. Hai chị mình đi sáng. Đi ăn sáng là cái này sao bỏ à? Cơm lại đi. Trời ơi, nhỏ gì cũng nhỏ gì? Mình cứ bỏ một giỏ. Khách quá trời mà sao đi ăn sáng được. Mà chú là chú chạy xe ôm. Ừ. À, có chú chạy xe ôm, chú phụ. Chị ra đây mấy giờ, ra bán mấy giờ? Sáng chị ra 7 giờ rưỡi, tại hậu tối chị đi tới 11 giờ chị mới về. Tới 11 giờ lận? Ờ, chị đi bán tới 11 giờ, để nó ớn, tới 11 giờ chị mới về luôn. Dạ. Biết đầu nè, cho chị trúng tờ số, chị khỏi đi bán bên đây. Chị Thuận ôm luôn chiều sổ. Ôm luôn chiều sổ mới biết trúng hay không chứ. Đầu hôm đi bán vô, ổng thấy cả, ông vô ông liền cái đứa cuốn qua trầu. Ở đâu chị? Ờ vô đâu quá hả? Ông liền đi cuốn em đâu có thấy đâu. Trời ơi, em đi ngang qua nụ nó chặn qua dưới giờ ngồi gì mà nó rét biết gì không nổi. Con la không có hả? Ờ. Không la nè, không để. Ờ, đâu đấy đâu. Dạ. Bây giờ trong cho trúng tờ số khỏi gì đấy. Đây, chị ôm luôn chiều sổ. Là chiều trúng 2 tờ luôn. Tàu tờ thôi. Tờ đó hả? Ông tàu nhiều. Cái chú xe ôm vừa phụ bán nước vừa phụ bán với sói với chị Thuận luôn hả? Giờ nó đi. Chứ phải để cái bảng cái bàn gì đó dễ bê đi hơn. Không. Không. Có hàng không? Có kẻ xé có vụ ghê nha. Có mấy anh chị đi đường biết với chị Thuận á nên giỡn với chị Thuận. Nói là kêu giấy số để trên cái bàn cho nó dễ, cầm luôn cái bàn đi cho dễ nè. Do chị Thuận hay bị giật giấy số lắm. Trước em quay chị á thì có hai cô bên Mỹ gửi tiền cho chị. Đó là cô Hậu gửi cho chị 50 đô. 50 đô thì em đổi được là 1.150.000. Còn cô Màu Lê á cũng ở Mỹ nhưng mà cô nhờ cháu ở Việt Nam gửi giúp là 1.160.000. Tổng lại là 2 triệu
310.000. Thì hôm nay em xuống em gửi cho chị ở đây luôn nha, được không? Dạ. À, đây là. Dạ không 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 cần. Đây chị hai đây đây là 4 tờ 500 và 310.000 đây chị nha. À, đủ nha chị coi rồi đủ nha. Dạ. Em bỏ vô đây. Chị còn lâu chị cảm ơn cô. Cô Màu Lê với lại cô Hậu. Cô Mộng Lê với cô Hậu. Cô Màu Lê á, dạ. Cô Mộng Lê gửi về cho con đi là 50 đô. À, cô Hậu gọi là 1.160.000. 1.160.000. Cái gì em đã đem lên cho con rồi, thôi có gì con cảm ơn. Dạ. Cô Mộng Lê với cô Hậu. Cô Màu Lê á, cô Màu Lê. Màu Lê chứ không phải cô Mộng. Dạ. Đây bán giấy số cho ta kìa chị, bán cho khách kìa. À, cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Đây dạo gần đây khách của chị Thuận đông quá trời đây các bạn, cũng mừng cho chị Thuận đó. Thuận đó. Số gì mua 2 tờ đi. Giờ chị Thuận lấy xì cho em 2 tờ. Thôi thôi. Mua chi 2 tờ, em mua là mua hết bàn, mua thôi chứ. Phải không? Hôm bữa em mua hết rồi đó. À giờ mua hết tiền là chị Thuận vừa sớm. Trời dạo này hết tiền là giờ nghèo rồi, hôm bữa có tiền chứ giờ nghèo rồi. Giờ nhiều hả? Dạ. Có giờ nhiều ha. Bữa nay chị Thuận lấy cho em 2 tờ đi, em chúng thì em mua hết tầm xuống. Thôi được rồi chị, hôm nay em xuống em trao quà cho chị vậy thôi á. Bây giờ em chạy lại Sài Gòn. Dạ. Dạ rồi, được chào chị nha, chúc chị bán đất nha. Rồi, giờ em về đây. Dạ, bye bye chị. Lấy lô bố. Dạ, dạ thôi được rồi, em đi đây. Thôi anh ơi. Thôi, chào chị nha, em đi đây. Dạ. Dạ, bye bye chị.